Tập Bria, chào anh Batman người rơi đẹp trai nhá. Nghe nói là thân hình anh cơ bắp như này thì con gì cũng đấm được đúng không? Anh Batman dạy Tâm Pri mấy chiêu rồi nào? Cái gì đây? Ui, cái con gì đây? Cái con rơi ấy. Ui, sao lắm rơi thế này hả? Batman ơi, cầu cứu lên. Tôi phải đánh tan cái đạn rơi này. Batman đâu rồi? Batman đi đâu rồi? Batman ơi! Ôi, hóa ra các bạn ơi, tên xấu xa, quỷ đầu Batman đã bắt Batman đi rồi. Sao trên đời lại có cái tên quỷ đầu Batman này các bạn nhở? Quỷ này mình ước tính là cao phải đến 25-30 mét đây các bạn ạ. Không biết hắn có cái sức mạnh gì mà mạnh được hơn cả Batman. Bây giờ mình vào mình cứu Batman mới được. Hắn đang nốt Batman trong tù rồi. Batman, hôm nay dù thế nào thì Tâm Pri cũng phải cứu cậu. Tao sẽ phá tan cái nhà tù của các ngươi ra. Đúng thế nhở? Tao không tin tao không phá được nhà tù của các ngươi. Oh my god. Sao cái nhà tù của chúng cứng thế? Gì kìa? Sao nhiều giờ thế này? Đáng ghét thật. Ta sẽ quay trở lại. Làm tốt lắm tên quỷ đầu người rơi, quỷ đầu Batman này. Còn bây giờ hãy đi xử lý tên Tân Pri cho ta. Tên Batman đã nằm trong tay ta rồi. Tên quỷ đầu Batman này, hóa ra ngươi chính là kẻ đã hãm hại bắt bạn ta Batman. Hôm nay Tân Pri sẽ trừng trị ngươi. Tưởng quỷ đầu Batman thế nào? Bây giờ tao về tao cứu bạn ta Batman. Tân Pri, ngươi dám đánh thắng đệ tử của ta. Ôi giời ơi, quỷ đầu Batman ơi, ngươi ra đi chua xót quá. Ôi nước, ta sẽ tra tấn tên Batman bạn của ngươi. Sau đó ta sẽ đi diệt trừ ngươi. Ta sẽ cho con hổ thần này của ta phóng ra dòng điện lớn nhất, mạnh nhất, tra tấn tên Batman. Phóng điện. Tên quỷ đầu Batman đã bị Tân Pri đánh bại rồi. Tân Pri. Ai? Là ai nữa? Nhìn sang trái. Quay. Bên đi quay. Hóa ra ngươi là trùm cuối của tất cả những việc này. Ngươi dám bắt bạn ta Batman à hả? Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi để cứu bạn ta Batman. Oh no. Tên bên đi quay xuống sát này. Ngươi có con gì thế kia? Lợi hại vậy? Tân Pri, ta hôm nay đến đây để xử lý ngươi. Không bao giờ ta lùi bước đâu. Oh my god. Tên Pennywise xấu xa này, hắn sở hữu một con gì ấy, như kiểu quái vật ấy. Đó chính là một con hổ. Nhưng không hiểu sao con hổ trên tay hắn lại mạnh như vậy. Ta không sợ đâu. Hôm nay Tân Pri ta đã ở đây là để diệt trừ ngươi, cứu bạn ta. Con hổ trên tay ngươi lợi hại quá. Tân Pri sẽ quay trở lại. Tân Pri, ngươi làm sao mà biết được? Con hổ này của ta hội tụ sức mạnh của trời đất. Batman đây rồi. Batman ơi, Tân Pri vừa đánh nhau với tên Pennywise, nhưng hắn sở hữu một con hổ có sức mạnh khủng khiếp quá. Làm sao Tân Pri đấu lại hắn được bây giờ? Tân Pri,
Bây giờ nhá, tôi sẽ tặng cậu chiếc áo Batman của tôi. Và sau đó khi có được chiếc áo này rồi, hãy đi đến thiên đàng để gặp những thiên thần của ta. Họ sẽ có cách để giúp đỡ chúng ta đấy. Đâu, áo giáp của Batman đâu? Chiếc áo giáp của Batman này nhá, thì mình sẽ không sợ những cái đòn vật lý của tên Pennywise nữa. Cảm ơn Batman nhá, tôi sẽ đi tìm thiên thần. Bạn ơi, bây giờ mình đã có sức mạnh của Batman người rơi rồi. Bây giờ Tân Pri sẽ phải đến thiên đàng để gặp thiên thần, xem là thiên thần ban cho Tân Pri cái gì nhá. Bạn ơi, mình đã đến thiên đàng rồi, nhưng mà ở cổng thiên đàng có một con Zumbai đang canh gác. Để Tân Pri ra xử lý nó thì mới vào được trong thiên đàng các bạn ạ. Con Zumbai này nghe chừng là cũng mạnh đấy. Ta sẽ dùng cơ bắp của Batman để xử lý ngươi. Ôi, hóa ra đây chính là thiên thần. Thiên thần ơi, tôi đại diện cho Batman đến đây để xin thiên thần một loài vũ khí gì đặc biệt để chống lại tên Pennywise, đặc biệt là cái con hổ ở trên tay hắn ấy. Các bạn ơi, thiên thần cho mình một con cua. Cua cắp hổ, đây chính là ý của thiên thần. Đa tạ thiên thần nhá, Tân Pri về sẽ xử lý cái tên Pennywise này, cứu hết Batman. Tên Batman, và còn tiếp theo là tên Tân Pri, ta bắt được nhá, ta sẽ hút hết năng lượng của cả hai người. Pennywise! Tên nào đây? Tân Pri! Người sắp mơ, người suýt chết thì tay ta mà người không sợ mà dám quay lại. Tên Pennywise xấu xa kia, Tân Pri đẹp trai hôm qua thua người, nhưng hôm nay ta đã có sức mạnh của Batman người rơi, không sợ đâu. Nhận trưởng của hổ thần của ta đi. Ra trưởng tiếp đi, trưởng tiếp đi Pennywise. Còn đây là cua thần của ta, bây giờ thì đến lượt ta. Con gì đây? Đâu rồi? Hổ thần của ta đâu? Con cua đáng ghét này. Pennywise, bây giờ thì ta sẽ hạ gục ngươi. Pennywise, nhận đòn của ta đi. Tha cho người đấy. Các bạn ơi, hôm nay Tân Pri đã đánh thắng được cái kế hoạch xấu xa của tên Pennywise các bạn nhá. Hắn dám sai tên quỷ đầu Batman để hãm hại Tân Pri, cũng như là bắt bạn mình Batman các bạn ạ. Đó, may nhỏ mình có sức mạnh của Batman đấy. Các bạn nhìn mình cơ bắp không? Với lại kết hợp sức mạnh của cua thần mà thiên thần ban cho Tân Pri nhá, đâm ra là Tân Pri đã thắng được tên Pennywise mưu mô xảo quyệt các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh Tân Pri nhá. Đừng quên ủng hộ anh bằng cách like video và đăng ký kênh Tân Pri nhá. Bạn nào mà mua mặt nạ san ấy thì nhớ là gọi cho anh Tân Pri theo số là 0333 125 003 nhá, để anh Tân Pri bán cho mặt nạ san nhá. Bây giờ cảm ơn các bạn. Bye bye.